Nếu truyền hình Hoa ngữ là cả một vùng ký ức với tuổi 8X, 9X bọn mình, thì truyền hình Nhật Bản thi thoảng cũng có những điểm son gây chú ý. Bỗng nhiên mình lại nhớ có một câu chuyện tình yêu khác lạ giữa một cô gái bị khiếm khuyết cùng chàng bác sĩ. Tình yêu đó như ánh mặt trời ấm áp giữa bối cảnh tuyết trắng vùng Hokkaido. Và khi tình yêu đơm hoa cũng là lúc những bất hạnh lại ập đến như một định mệnh trói chặt cô gái đáng thương ấy. Theo dõi xuyên suốt hành trình của bộ phim, không ít khán giả đã rơi lệ cùng nhân vật chính, kể cả khi đó là những giây phút tưởng như hạnh phúc nhất cũng mang đến cho cô khổ đau, để rồi dẫn đến một kết thúc bất hạnh trong hạnh phúc dù nó không trọn vẹn. Nếu một lần xem lại Ngôi sao may mắn, chắc ai trong chúng ta cũng sẽ lại một lần nữa khóc cười và khâm phục nhân vật. Câu nói, ngôi sao may mắn đã rơi xuống với tôi rồi, cũng sẽ rơi xuống với các bạn đấy, chính là thông điệp ý nghĩa và nhân văn nhất mà bộ phim muốn gửi đến khán giả. Trong thế giới riêng một mình cô đơn, đời sao mênh mông lạc loài. Thời gian theo câu hát bay về phương nào, nơi đó trăng vàng ôm hình bóng em, nơi đây anh chờ. Ngoài kia mây trắng đã bay cùng em rồi, và mắt anh long lanh niềm ước mơ, mơ ngày hạnh phúc. Gặp lại em ơi chất ngất, và đâu đến khi ta có nhau, nhưng anh đành chua xót nhìn em với bao điều muốn nói. Rồi năm tháng sẽ xóa hết, còn đâu nữa những câu vô về, khi anh buồn và nhớ đến em. Aoi usagi inori tsuzukeru doko ka ni iru anata no tame. Ima no futari tsukeru mono wa kitto jiunjitsu dake. Từ nay anh sẽ ngước lên trời cao vời, nơi có bao điều anh từng khấn xin, anh tin thật nhiều. Dù nay em đã cách xa đời anh rồi, lòng vẫn mong sao cho người sướng vui bên niềm hạnh phúc. Gặp lại em ơi chất ngất, và đâu đến khi ta có nhau, nhưng anh đành chua xót nhìn em với bao điều muốn nói. Rồi năm tháng sẽ xóa hết, còn đâu nữa những câu vô về, khi anh buồn và nhớ đến em. Aoi usagi inori tsuzukeru doko ka ni iru anata no tame. Ima no futari tsukueru mono wa kitto jiunjitsu dake da kara.